Câu 186 đến câu 190 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là một cái announcement, thông báo. Bài số 2 là một cái form. Bài số 3 là một cái email ha. Câu 186, what is not true? Điều gì không đúng về các khóa học tại Pittman Training? Về từ khóa chính là courses at Pittman Training for hôm nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc và giải từng đáp án em nha. Câu A trước. Chúng include, bao gồm một cái certificate, một cái giấy chứng nhận. Completion, hoàn tất, có nghĩa là các khóa học này á, có cấp một cái giấy chứng nhận hoàn tất khóa học. Được hôm nào? Về từ khóa chính là certificate completion ha. Rồi em dò xem có không? Câu đầu tiên mình dò bài số 1 trước ha. Ở đây có courses, có Pittman Training luôn nè em. Vậy chắc chắn bài số 1 có nói về các khóa học tại Pittman Training rồi. Em dò xem có certificate hay không. Ở đây form nào đọc câu này thử nha. Employees, nhân viên á, những ai mà complete, hoàn tất một cái khóa học sẽ nhận được một cái giấy chứng nhận từ Pittman Training. Vậy có nghĩa là khóa học tại Pittman Training có cấp giấy chứng nhận hoàn tất, phải không nào? Vậy câu A là đúng. Giờ tiếp câu B nha. None of them, không có cái nào trong các khóa học á, thì được sắp xếp lên lịch vào ngày weekend, vào ngày cuối tuần. Vậy từ khóa chính là cuối tuần, phải không nào? Em dò xem thời gian diễn ra là diễn ra khi nào. Ở đây có các thứ nè em. Days and time là thời gian diễn ra nè. Course là khóa học nè. Em xem là thứ 2, thứ 4, thứ 6. 2, 4, 6. Thứ 3, thứ 5. Thứ 2, thứ 6. Vậy là đâu có diễn ra trong ngày cuối tuần đâu, phải không nào? Diễn ra trong ngày trong tuần không à em? Vậy là câu B đúng luôn, phải không? À, không có cái nào diễn ra vào cuối tuần cả. Đúng ha, tiếp câu C. Chúng là các khóa học á, có thể được tham gia qua Internet, trực tuyến. Vậy từ khóa chính là Internet, phải không nào? Em nhờ xem có không. Ở đây có từ online nè em, đọc thử cái này nha. Beginning, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đó, thì Pittman Training sẽ lại một lần nữa mở các cái khóa học sau cho chúng ta. Và những cái khóa học này á, thì có thể được tham gia tại cái địa điểm, cái cơ sở đào tạo hoặc là tham gia trực tuyến. À, vậy là câu C cũng đúng luôn, phải không nào? Rồi, vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu đi ha, nhưng mà em đọc thử câu đi nên mới nói là gì. Tất cả những cái khóa học á, thì diễn ra vào buổi trưa. Em dò xem phải không. Mình dò bên days and time nè em. Em xem là từ 8:30. 8:30 là buổi sáng mà. Có buổi sáng nữa nè em. Vậy đâu phải là tất cả các buổi học đều diễn ra vào buổi trưa đâu, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi. À câu đi ha. Câu 187, điều gì được chỉ ra được nói về cái việc đăng ký khóa học? Về từ khóa chính là course registration form nào. Xe bán trước nha câu A. Nó yêu cầu applicants, những người mà nộp đơn á, những người đăng ký thì phải ghé đến cái văn phòng Chicago. Câu B. Cái giá của nó thì sẽ được giảm giá nếu mà đã hoàn tất khóa học online. Câu C. Nó có thể được hủy sau khi cái việc thanh toán được xử lý. Câu D. Confirmation, cái việc xác nhận của nó có thể mất lâu hơn một ngày. Sau đây mình sẽ cùng nhập từ khóa là course registration. Nó nằm ở vị trí nào em nha, giờ tiếp bài số 1 ha. Rồi em nhờ xem có không. Mình nhập tiếp những chỗ chưa dò em nha. Em nhờ trong các bạn xem có không. Khung thứ nhất. Không có phải không nào? Thứ hai. Cũng không có luôn. Thứ ba. Cũng không có luôn đoạn cuối đêm. À đây có từ register và từ course nè em. Đọc câu này thử nha. For more information, để biết thông tin và để đăng ký cho khóa học thì vui lòng hãy truy cập website của Pittman Training tại địa chỉ này. Chưa thông tin để trả đáp án form nào, đọc tiếp bài số 2 đi em. Xem có nói gì đến course registration hay không. Ở đây form nào có từ course registration nè. Vậy đọc tiếp bài này em nha. Vui lòng hãy điền đầy đủ thông tin vào cái form này và xem lại thông tin của bạn trước khi click vào từ next. Tên cái người đăng ký là Bernard Hintz. Địa chỉ nè, địa chỉ email ha, số điện thoại. Đăng ký cho tôi khóa học sau, đây là tên khóa học. Cái lịch học mà mong muốn á, cái lịch học mà thích đó là thứ 3 và thứ 5 nè. Vui lòng hãy chỉ ra, hãy cho biết là bạn có đáp ứng được cái requirement, cái yêu cầu. Prerequisite, điều kiện tiên quyết. Cái yêu cầu về điều kiện tham gia, điều kiện tiên quyết đem. Thế đây là yes là có nè ha. Cũng chưa được bán luôn, đọc tiếp nha. Payment information, cái thông tin về việc thanh toán. Click vào online payment để mà thanh toán bằng credit card, bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng á, thì vui lòng hãy lưu ý cái thông tin tài khoản sau. Tên ngân hàng nè, số tài khoản nè. Những cái việc thanh toán bằng check, bằng tài xế á, thì nên được mail, được gửi qua đường bưu điện đến Pittman Training tại địa chỉ này. Rồi tiếp, credit card and bank transfer payments. Cái việc thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng á, và thẻ tín dụng thì được xử lý immediately, ngay lập tức. Và enrollment, cái việc đăng ký ghi danh của bạn á, sẽ được confirm, xác nhận tại đây nè, sau khi click vào từ next. Nếu bạn gửi một cái tờ check, có nghĩa là thanh toán bằng check á, thì
Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái email confirm xác nhận cái việc ghi danh đăng ký của bạn trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được cái thanh toán của bạn. Vậy thì em xem nè, từ cái đoạn này á, mình suy được một điều là gì? Nếu mà thanh toán bằng các phương thức khác nhau, thì cái việc xác nhận, cái ngày xác nhận nó sẽ khác nhau phải không nào? Nếu mà thanh toán bằng credit card, thẻ tín dụng và chuyển khoản ngân hàng á, thì sẽ được xác nhận ngay, phải không? Còn nếu mà thanh toán bằng tờ check đó em, thì sẽ xác nhận trong vòng 3 ngày làm việc lận. Vậy em sẽ đáp án là câu nào, em chọn được chưa? Mà cô đi phải không? Là cái việc xác nhận của nó đó có thể là mất lâu hơn một ngày. Và cụ thể đây chính là nếu mà thanh toán bằng check thì sẽ mất trong vòng 3 ngày ha. Có thể là lâu hơn một ngày là đúng rồi ha. Câu 188, điều gì được nói về Mr. Hinz? Về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy đã làm việc ở Dayton Bank ít nhất là 2 năm. Câu B. Ông ấy sẽ tham gia vào các khóa học vào buổi sáng ngày trong tuần. Câu C. Ông ấy đã tham gia khóa học Effective Teller Operations trước đó. Câu D. Ông ấy sẽ đi đến một cái thành phố khác để mà tham gia lớp học của ông ấy. Sau đây mình sẽ cùng nhau xem Mr. Hinz là bài số mấy vậy em? Bài số 2 phải không nào? Lúc nãy mình có thấy đây nè. Mr. Hinz chính là người đăng ký cái khóa học. Mà lúc nãy mình đã dịch hết cái bài này rồi em, mà không có thông tin nào giống đáp án cả phải không nào? Và đây rất có thể là câu liên hệ giữa hai bài đó, bài 1 và bài 2. Và bây giờ em xem là Mr. Hinz là người đăng ký khóa học nào? Bank Employee Development phải không nào? Mà khóa học này đi em, chắc chắn là có bài số 1 phải không? Tại vì bài số 1 có nói, có nêu về thông tin của ba cái khóa học nè. Vậy bây giờ mình đọc cái khóa học mà Mr. Hinz đăng ký nha, là Bank Employee Development. Khóa học này diễn ra trong vòng 2 tuần. Lee Chen là người hướng dẫn hay là giảng viên ha. This course, cái khóa học này thì focuses on, chú trọng vào những cái transactions, giao dịch phức tạp ở ngân hàng. Ví dụ như là chuyển tiền quốc tế nè. Participants, những người tham gia thì phải vượt qua cái effective teller operation trước khi mà đăng ký khóa học này. Vậy thì em xem nè, từ câu này nè, những người tham gia phải vượt qua cái khóa học effective teller operations là khóa học này nè, thì mới được đăng ký cái khóa học này, tham gia khóa học này. Vậy nói như vậy có nghĩa là gì? Mr. Hinz chắc chắn là đã tham gia khóa học effective teller operation trước đó rồi, thì ông ấy mới đăng ký được khóa học này chứ, phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C phải không? Là ông ấy đã tham gia cái khóa học Effective Teller Operation trước đó ha. Câu 189, mục đích của email là gì? Đối với dạng câu hỏi này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đằng đầu hoặc đằng cuối của email ha. Đáp án trước nào câu A? To ask, để mà hỏi về cái việc đăng ký ghi danh cho một cái học viên khác. Câu B, to inquire, để hỏi thông tin về việc thanh toán cho một cái khóa học khác. Câu C, to find out, để biết được cái deadline, cái hạn chót đăng ký. Câu D, to announce, để thông báo về một cái sự absence, một cái sự vắng mặt, đã có dự định, đã có kế hoạch trước đó. Sau đây mình sẽ vào cái đoạn đầu của email trước em nha. Email là bài số 3 nè, cùng đọc nào. Đây là email gửi đến cho Pitman Training, gửi từ Mr. Hinz, chủ đề nè, ngày gửi nè. To whom it may concern, gửi đến người có liên quan hay là người phụ trách ha. Tôi muốn follow up on cái việc đăng ký của tôi cho khóa đào tạo Bank Employee Development. Tôi đã submitted, tôi đã nộp cái số tiền thanh toán cách đây một tuần và đã nhận được cái email confirming xác nhận cái việc đăng ký ghi danh của tôi. However, tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được cái tài liệu cho khóa học. Vui lòng hãy gửi nó cho tôi sớm nhất có thể so that để mà tôi có thể bắt đầu chuẩn bị cho lớp học. Em xem nè, có bất kỳ cái đáp án nào mà giống với thông tin này hay không? Câu A, để hỏi về cái việc đăng ký cho một cái học viên khác. Không có form nào. Câu B, để hỏi thông tin về việc thanh toán cho một cái khóa học khác. Cũng không có luôn. Câu C, để biết được hạn chót đăng ký. Cũng không có nói luôn. Form nào. Câu D, để mà thông báo về một cái sự vắng mặt đã được lên kế hoạch, đã được dự định. Cũng không có luôn phải không? Vậy mình dọn tiếp đoạn còn lại đi em. Also, bên cạnh đó đó, thì a colleague, một người đồng nghiệp của tôi, cũng rất là quan tâm đến việc đăng ký cùng khóa học này. I realize, tôi nhận ra rằng á, là dường như là quá trễ để mà đăng ký, bởi vì cái deadline, cái hạn chót đăng ký á, đã bị quá rồi, đã vượt qua rồi. Nhưng tôi tự hỏi là liệu rằng có một cái sự exception, một cái sự ngoại lệ nào có thể được thực hiện hay không, nếu mà cái lớp học á, nó vẫn chưa có full, nó vẫn chưa có hết chỗ. Vậy thì em xem nè, cái đoạn này đang nói về việc là Mr. Hinz hỏi xem một cái người đồng nghiệp của ông ấy á, có thể đăng ký cái khóa học này hay không, phải không nào? Mặc dù là cái deadline nó bị quá rồi. Và đáp án là câu nào vậy em? Câu A ha. Để mà hỏi về cái việc đăng ký ghi danh cho một cái học viên khác nữa. Và cụ thể ở đây, học viên khác ở đây á, chính là đồng nghiệp của ông ấy, phải không? Câu 190, điều gì có thể được nói về cái việc thanh toán của Mr. Hinz? Về từ khóa chính là Mr. Hinz Payment, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A.
Nó đã được nộp sau deadline sau hàng cho đăng ký, cô Bi. Nó phải được process, xử lý trước cuối tháng 4. Cô C, nó đã được mail, đã được gửi qua đường bưu điện đến một cái văn phòng ở South Amaron Avenue. Đáp án là cô C, phải không nào, em nhớ thông tin này không? Lúc này ở bài số 3 mình có dò rồi em. Là Mr. Hinz á. Receive đã nhận được cái email xác nhận cái việc ghi danh đăng ký của ông ấy. Mà lúc nãy ở bài số 2 đấy em, nó nói là gì? Thanh toán bằng cái gì thì mới nhận được email xác nhận? Này, thanh toán bằng check, phải không em? Em đọc lại nha. Nếu mà bạn gửi check và thanh toán bằng check á, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái email confirming xác nhận cái việc ghi danh đăng ký của bạn. Còn nếu mà thanh toán bằng credit card và bank transfer đấy em, thì sẽ được xử lý ngay. Nhưng mà cái việc đăng ký ghi danh á, sẽ được xác nhận ở đây, chính là ở cái trang web này, phải không nào? Sau khi click vào từ next, vậy chỉ có thanh toán bằng check thì mới nhận được email xác nhận mà thôi. Nhưng nếu mà thanh toán bằng check đem, thì cái việc thanh toán bằng check phải được mail, được gửi qua đường bưu điện đến Pittman Training. Đây nè, ở South Amaron Avenue. Ok, vậy đáp án câu C chắc chắn là đúng rồi, phải không nào? Là cái thanh toán, cái số tiền thanh toán của Mr. Hing á, đã được mail, đã được gửi đến cái văn phòng ở South Amaron Avenue ha. Ok. Sau cùng, hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Bài số 1 là một cái thông báo từ ngân hàng Dayton Bank. Ngân hàng Dayton Bank regularly là thường xuyên đấy. Thường xuyên hoặc là đều đặn ha. Subsidize là trợ cấp. Thường xuyên trợ cấp những cái khóa học phát triển kỹ năng ở bên ngoài cho nhân viên của nó. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 thì Pittman Training sẽ lại mở ra những cái khóa học sau dành cho chúng ta. Và những khóa học này có thể được tham gia tại cái facility là cơ sở hoặc là địa điểm ha. Facility, cơ sở hoặc là địa điểm. Có thể được tham gia tại các cơ sở đào tạo hoặc là tham gia online trực tuyến. Employees, các nhân viên, những ai mà complete là hoàn tất hay là hoàn thành đấy. Hoàn tất khóa học sẽ nhận được cái certificate là giấy chứng nhận ha. Sẽ nhận được giấy chứng nhận từ Pittman Training. Tiếp theo là bảng thông tin về các khóa học. Đầu tiên mình có từ course là khóa học nè, duration là thời lượng của khóa học, instructor là giảng viên, description là sự miêu tả, sự mô tả khóa học, days and time là ngày và giờ diễn ra. Khóa đầu tiên là effective teller operations là sự hoạt động giao dịch hiệu quả, mình có từ effective là hiệu quả đây. Duration thời lượng là 3 tuần ha. Giảng viên là Sam Penner. Khóa học này sẽ enhance, mình có từ enhance là nâng cao hoặc là cải thiện. Khóa học này sẽ nâng cao những cái kỹ năng trong các hoạt động giao dịch hiệu quả và dealing with. Mình có từ deal with là xử lý hay là giải quyết nè. Và xử lý, giải quyết những cái vấn đề về khách hàng. Không có prerequisite, có nghĩa là điều kiện tiên quyết nè. Không có điều kiện tiên quyết, có nghĩa là không có điều kiện để mà tham gia. Bất kỳ ai tham gia cũng được ha, không có đòi hỏi điều kiện gì. Ngày và giờ diễn ra là 24/6 từ 8:30 đến 11:30. Khóa học thứ hai là phát triển nhân viên ngân hàng, diễn ra trong 2 tuần, lead gen là giảng viên. Khóa học này thì focuses on, mình có từ focus on là chú trọng vào ha, sẽ chú trọng vào những cái transaction là những cái sự giao dịch đấy. Mình có từ transaction, danh từ là sự giao dịch ha. Sẽ chú trọng vào những cái giao dịch ngân hàng complex là phức tạp đấy. Những cái giao dịch ngân hàng phức tạp hơn ha. Ví dụ như là wire transfer là chuyển tiền. Những cái chuyển tiền international, quốc tế. Participants, những người tham gia đó thì phải vượt qua cái khóa học Effective Teller Operations trước khi tham gia khóa học này. Cái ngày giờ diễn ra đó thì có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là 24/6 từ 8:30 sáng đến 11:30, hoặc là thứ ba, thứ năm từ 11:30 đến 6 giờ chiều. Khóa học thứ ba đó là Credit Risk Management, có nghĩa là quản lý rủi ro tín dụng ha. Mình có từ risk là rủi ro đây. Diễn ra trong 1 tuần. Giảng viên là Jean Harker. Khóa học này á, sẽ dạy cái cách để mà minimize là giảm tối thiểu đấy em. Giảm tối thiểu cái risk là gì? Cái rủi ro khi mà xem những cái đơn xin vay. Chỉ những ai á, mà làm việc cho Dayton Bank được 2 năm hoặc là nhiều hơn, có nghĩa là từ 2 năm trở lên á, thì mới eligible. Mình có từ eligible có nghĩa là đủ điều kiện ha. Hoặc là đủ tư cách, đủ điều kiện hoặc là đủ tư cách. Những ai mà đã làm việc cho Dayton Bank được từ 2 năm trở lên thì mới có đủ điều kiện để mà enroll. Động từ enroll là ghi danh hay là đăng ký đây. Enroll, ghi danh hoặc là đăng ký ha. Thì mới có đủ điều kiện để mà ghi danh vào cái lớp học này. Cái thời gian diễn ra là thứ 2 đến thứ 6 từ 1 giờ đến 5 giờ chiều ha. For more information, để biết thêm thông tin á, và để register, động từ là đăng ký đây.
Để đăng ký cho khóa học thì vui lòng hãy truy cập website của Pitman Trainings tại địa chỉ này. Để hôm nào, rồi tiếp bài số 2 ha. Bài số 2 là một cái form đăng ký. Đây là cái form về course registration, là đăng ký khóa học ha. Bằng cái từ registration là danh từ của động từ register vừa mới gặp ở trên đây em. Là đăng ký đó ha. Rồi, vui lòng hãy điền completely đầy đủ thông tin vào cái form này và hãy xem lại cái thông tin của bạn trước khi click vào từ next. Tên người đăng ký là Bernard Hintz. Địa chỉ nè, địa chỉ email, số điện thoại. Sign me up, đăng ký cho tôi cái khóa học sau, Bank Employee Development. Cái lịch học mong muốn nó là thứ 3 và thứ 5. Vui lòng hãy indicate, mình có từ indicate là chỉ ra hay là chỉ rõ ra ha. Vui lòng hãy chỉ ra, hãy cho biết là bạn có meet là đáp ứng nè. Bạn có đáp ứng được cái requirement là yêu cầu ha. Bạn có đáp ứng được cái yêu cầu prerequisite là điều kiện tiên quyết, là điều kiện tham gia đấy. Thì yes là có nè. Payment information là thông tin về việc thanh toán. Click vào online payment để mà thanh toán bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn muốn thanh toán bằng bank transfer, chuyển tiền qua ngân hàng á, thì vui lòng hãy lưu ý cái thông tin tài khoản sau, tên ngân hàng nè, số tài khoản nè. Payment, cái việc thanh toán bằng check á, thì cần phải được mail, được gửi qua đường bưu điện đến Pitman Training tại địa chỉ này. Còn thanh toán bằng thẻ tín dụng và bank transfer là chuyển khoản qua ngân hàng đó, thì được process là xử lý nè. Process là xử lý ha. Thì được xử lý immediately là ngay lập tức, và enrollment là danh từ của động từ enroll nè. Enroll là ghi danh đăng ký, còn enrollment là việc ghi danh, việc đăng ký ha. Và cái việc ghi danh đăng ký của bạn nó sẽ được confirm là gì? Là xác nhận tại đây nè, sau khi click vào từ next. Nếu mà bạn gửi check á, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một cái email xác nhận cái việc ghi danh đăng ký của bạn trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn. Rồi next ha. Tiếp bài số 3 là một cái email gửi đến cho Pitman Training, gửi từ Bernard Hintz. Chủ đề là follow up, ngày gửi là 26 tháng 3. To whom it may concern, gửi đến người có liên quan hay là người phụ trách ha. Tôi muốn follow up on, theo dõi kiểm tra cái registration, cái việc đăng ký của tôi cho cái khóa đào tạo Bank Employee Development. Tôi đã nộp cái tiền thanh toán cách đây một tuần và đã nhận được cái email confirming xác nhận cái enrollment, cái việc ghi danh đăng ký của tôi. However, tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận được cái syllabus, cái chương trình cho khóa học. Vui lòng hãy gửi nó cho tôi sớm nhất có thể để mà tôi có thể bắt đầu preparing, chuẩn bị cho lớp học này. Also, bên cạnh đó, a colleague, mình có từ colleague là đồng nghiệp đấy. Bên cạnh đó, một người đồng nghiệp của tôi thì cũng quan tâm đến việc tham gia khóa học này. I realize là nhận ra đấy, realize nhận ra ha. Tôi nhận ra rằng á, có lẽ là quá trễ để mà đăng ký, bởi vì cái deadline, cái hạn cách đăng ký đã qua rồi. Nhưng mà I am wondering, mình có từ wonder là tự hỏi đấy. Nhưng mà tôi đang tự hỏi ha. Tôi đang tự hỏi là liệu rằng á, có một cái exception là sự ngoại lệ hay là điều ngoại lệ đấy. Tôi đang tự hỏi rằng á, là liệu rằng có cái sự ngoại lệ nào có thể được thực hiện nếu mà cái lớp này nó vẫn chưa có hết chỗ hay không. Rồi cảm ơn, ký tên ha. Câu 186, câu A mình có từ certificate là gì em? Giấy chứng nhận gặp rồi ha. Completion là danh từ của động từ complete. Complete là hoàn tất, hoàn thành, thì completion là sự hoàn tất ha. Cái giấy chứng nhận hoàn tất khóa học đó. Rồi tiếp câu D mình có từ take place là gì em? Diễn ra ha. Diễn ra. Câu 187, câu A mình có từ applicants là người nộp đơn hay là người xin đó. Rồi tiếp câu C mình có từ process là gì? Là xử lý ha, gặp rồi. Câu D confirmation là danh từ của động từ confirm, là sự xác nhận ha. Câu 189, câu D mình có từ absence là sự vắng mặt đây. Absence là sự vắng mặt ha. Câu C mình có từ mail là gửi cái gì đó qua đường bưu điện ha. Ok. Câu 191 đến câu 195 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là memo, thư báo nội bộ. Bài số 2 schedule, lịch trình. Bài số 3 là một cái email ha. Câu 191, điều gì có thể được nói về Mr. Lazar? Về từ khóa chính là tên riêng này, form nào? Xe bán trước nha cô A. Cô ấy volunteer, tình nguyện mang theo xe riêng của cô ấy. Cô B, cô ấy sẽ không tham gia vào hoạt động cưỡi ngựa. Cô C, cô ấy sẽ được reimburse, bồi hoàn lại cái chi phí accommodations cho chỗ ở của cô ấy. Cô D, cô ấy thì be in charge of, phụ trách, chịu trách nhiệm về cái việc sắp xếp cuộc họp nhân viên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Lazar đang ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình dò bài số 1 ha. Ở đây có Mr. Lazar nè, phải không nào? Đọc câu này em nhé. For those, đối với những ai mà không thể đáp ứng cái thời gian đó đó, thì Mr. Lazar sẽ đón các bạn lúc khoảng 2 giờ chiều. Vui lòng hãy liên hệ cô ấy để mà thực hiện cái việc sắp xếp. Nó chưa có rõ lắm phải không nào? Và mình đọc lại cái đoạn này em nha.
Đây là một cái memo, một cái thư báo gửi đến cho tất cả nhân viên, gửi từ giám đốc bộ phận nhân sự. Chủ đề là Staff Retreat ngày gửi nè em. Tôi muốn remind, nhắc nhở mọi người rằng á, là cái Staff Retreat hàng năm của chúng ta sắp đến. Và cái này á, sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 tại Resort River Ranch ở Holbrook. Nó cách đây 3 tiếng lái xe. Công ty của chúng ta đó thì đã thuê một cái chiếc xe buýt rời khỏi Phoenix, có nghĩa là khởi hành ở Phoenix lúc 8 giờ sáng vào ngày 20. Đối với ai mà không thể đáp ứng được cái giờ này, có nghĩa là không đi được giờ này á, thì Michelle Salazar sẽ đón các bạn vào lúc 2 giờ chiều. Vui lòng hãy liên hệ quái để mà thực hiện cái việc sắp xếp. Vậy đây này có nghĩa là gì với em? Công ty này nó sắp đi đến cái resort này phải không nào? Và công ty á, đã thuê một chuyến xe buýt khởi hành lúc 8 giờ sáng. Nhưng mà ai không đi được 8 giờ sáng á, thì Michelle Salazar sẽ đón họ lúc 2 giờ chiều. Em xem có thông tin nào cho đáp án hay không? Rồi đáp án một lần nữa nha, câu A, cô ấy tình nguyện mang xe riêng. Cô ấy đến đón mọi người thôi chứ không biết đó là xe của ai. Chưa chắc ha. Tiếp câu B, cô ấy sẽ không tham gia cưỡi ngựa. Cái này không thấy thông tin. Rồi tiếp câu C, cô ấy sẽ được reimburse bởi hoàn tiền cái chi phí chỗ ở. Không thấy luôn em. Câu D, cô ấy chịu trách nhiệm trong việc sắp xếp cuộc họp nhân viên. Cô ấy chịu trách nhiệm là đón nhân viên, sắp xếp đưa đón nhân viên chứ không có sắp xếp cuộc họp em. Vậy câu D cũng không thấy nhắc tới phải không nào? Vậy mình vào tiếp đi em. Chúng tôi đã plan, đã lên kế hoạch một số các hoạt động cho cái outing này. Những cái bản copy của agenda của cái chương trình đó đã được circulate trong các bộ phận phòng ban. Chúng tôi sẽ cho mọi người a day off, một ngày nghỉ vào ngày thứ hai, ngay sau cái retreat. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy thoải mái gọi cho tôi tại cái số nội bộ này. Cũng chưa đáp án luôn, form nào thì mình vào tiếp bài số 2 đi em. Rất có thể nó là câu liên hệ giữa hai bài ha. Em xem nè, bài số 2 là cái gì đây? Bài số 2 á, là một cái lịch trình phải không nào? Thứ 6 ngày 20 tháng 8 nè, thì 11 giờ là đến River Ranch, 12 giờ ăn trưa, 2 giờ chiều là Leisure Activity, cưỡi ngựa nè, cùng với người hướng dẫn nè. Ok, vậy thì em xem nè, ngày 20 tháng 8, 2 giờ chiều á, thì có hoạt động cưỡi ngựa, phải không? Nhưng mà Michelle Salazar bận đón mọi người lúc 2 giờ rồi. Vậy thì Mrs. Salazar không thể nào tham gia hoạt động cưỡi ngựa. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, câu B, phải không? Câu này là câu liên hệ giữa hai bài ha. Câu 192 trong cái thư báo nội bộ là bài số 1, phải không nào? Thì cái từ circulated ở đoạn 2 dòng 1 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nha câu A. Distributed là phân phát hay là phân phối nè. Câu B. Revolve là gì mình không biết, tạm thời để đó nha. Tiếp câu C, transfer là chuyển nè. Câu D, exhibit là triển lãm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem circulated đó trong ngữ cảnh nào em nha. Memo là thư báo, là bài số 1 nè, đoạn 2 dòng 1. Ở đây form nào cùng đọc câu này em nha. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho một số các hoạt động cho cái outing, cái chuyến đi này. Và những cái bản của cái chương trình của chuyến đi đó đã được circulate ở các phòng ban bộ phận. Vậy thì em xem nè, những cái bản chương trình của chuyến đi đã được circulated ở các phòng ban và bộ phận. Vậy có nghĩa là gì với em? À, đã được phân phát đến cho các nhân viên ở các bộ phận phòng ban, phải không nào? Vậy đáp án là câu? À, câu A ha. Ở đây cái từ circulated nó bằng với từ distribute là phân phát. Các bản chương trình của chuyến đi á, đã được phân phát đến cho các nhân viên của các bộ phận phòng ban, được không nào? Câu 193, điều gì sẽ occur, sẽ xảy ra twice, hai lần trong suốt cái staff retreat. Mặc dù mình không biết cái chính xác staff retreat là gì, nhưng mà mình biết đây chắc chắn là cái chuyến đi đến cái resort, phải không nào? Để biết được cái điều gì xảy ra hai lần trong cái chuyến đi á, thì mình dò cái lịch trình là ra, phải không em? Sẽ bán trước nha câu A là gì? Photoshoot là chụp ảnh nè. Câu B, một cái bài diễn văn, một cái bài nói chuyện ha, được đọc bởi executive, một cái người điều hành. Câu C, cái buổi hội thảo về kỹ năng giao tiếp. Câu D, các hoạt động giải trí guided được hướng dẫn. Rồi bây giờ mình sẽ dò cái bài số 2, cái lịch trình, xem cái việc gì diễn ra hai lần em nhé. Ngày 20 tháng 8 đầu tiên là đến resort nè, tiếp theo là ăn trưa, tiếp theo là leisure activity là hoạt động giải trí, cưỡi ngựa có người hướng dẫn nè, tiếp theo là team building, cải thiện kỹ năng giao tiếp, tiếp theo là team building nữa nè em. Nhưng mà đáp án không có team building phải không? Rồi tiếp theo là ăn tối. Ngày 21 tháng 8 là ăn sáng nè, seminar hội thảo nè, lunch là bữa trưa nè, lunch cũng có lần thứ hai luôn nhưng mà không có đáp án form nào. Tiếp, leisure activity là hoạt động giải trí nè em, có lần thứ hai nè. Và cái này á, là white water rafting mà cũng có người hướng dẫn luôn. Vậy đáp án là câu nào vậy em? À, cô đi phải không? Là các hoạt động giải trí mà có người hướng dẫn á, là diễn ra hai lần. Cái thứ nhất là gì em? Cái thứ nhất là cưỡi ngựa có người hướng dẫn. Cái thứ hai là white water rafting, có nghĩa là thả bè ở trên cái thác đem, cũng có người hướng dẫn luôn ha. Vậy đáp án là câu? À, cô đi được không nào?
Câu 195, Mr. Oliver đề xuất rằng là Mr. Trần nên làm gì? Phải từ khóa chính là Mr. Oliver và suggest form nào? Sẽ bán trước nha câu A. Finish, kết thúc một cái sự kiện công ty sớm hơn. Câu B, confirm, xác nhận cái việc đặt chỗ cho một cái hoạt động. Câu C, ăn sáng ở một cái địa điểm khác. Câu D, sắp xếp thêm cái phương tiện đi lại. Rồi mình sẽ cùng dò xem Mr. Oliver và suggest đào vị trí nào em nha. Câu cuối rồi mình vào đoạn cuối ha. Lúc nãy mình đọc có cái từ recommend là đề xuất đấy, em nhớ không? Đây nè, đọc lại câu này nha. So, vì vậy, tôi recommend, tôi đề xuất rằng mà tôi là ai vậy em? Tôi chính là người gửi cái email này, chính là Mr. Oliver, phải không nào? Mình đọc tiếp xem Mr. Oliver đề xuất việc gì nha. Tôi đề xuất rằng là bạn chính là Mr. Trần đấy em. Nên sử dụng cái annex cho những cái hoạt động của bạn vào ngày hôm đó. Thay vì vậy, ngày hôm đó là ngày nào với em? Để hiểu rõ hơn, mình đọc cái câu ở phía trước nữa nha. The main building, cái tòa nhà chính á, thì sẽ được đóng cửa để mà sơn lại vào ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 8. Vì vậy, tôi đề xuất rằng bạn nên sử dụng cái annex cho những cái hoạt động của bạn vào ngày hôm đó. Thay vì vậy, có nghĩa là gì? À, là vì vào cái ngày 22 tháng 8 á, là cái tòa nhà chính này nè, nó bị đóng cửa, nó phải sơn lại, nó không sử dụng được. Do đó Mr. Oliver đề xuất là Mr. Trần hãy sử dụng cái annex để mà tổ chức các hoạt động vào ngày 22 tháng 8 diễn ra tại Main Building, phải không nào? Và để biết được cái hoạt động gì diễn ra tại Main Building vào ngày 22 tháng 8 á, mình phải dò ngược lên cái bài số 2 là cái lịch trình, phải không nào? Em xem đi, ngày 22 tháng 8 nè thì có những cái gì? Có breakfast, có closing remarks, có group photo, có depart for phonics, phải không nào? Nhưng mà xem cái nào diễn ra tại building, main building. Em dò xem chỗ này có cái từ nào là main building hay không. Đây nè em, main building nè, đọc câu này thử nha. Tất cả những cái meals, những cái bữa ăn á, sẽ được phục vụ ở cái phòng ăn trưa nằm ở trong cái tòa nhà chính. Ok, vậy thì em xem nè, chắc chắn là bữa sáng sẽ diễn ra ở trong cái main building rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào em chọn được chưa? Câu C phải không? Là Mr. Oliver đề xuất là Mr. Trần cho cái công ty của mình ăn sáng ở địa điểm khác. Địa điểm khác ở đây chính là cái annex thay vì là cái main building, phải không nào? Đáp án là câu C ha. Sẽ cùng nhau hệ thống là những từ được highlight trong bài này các em nhé. Bài số 1 là một cái thư báo của công ty Vera Advertising gửi đến tất cả nhân viên, gửi từ Joseph Trần là Director, Giám đốc Bộ phận Nhân sự. Chủ đề là Staff Retreat, có nghĩa là kỳ nghỉ hoặc là chuyến đi chơi dành cho nhân viên đấy. Staff Retreat, kỳ nghỉ hoặc là chuyến đi chơi dành cho nhân viên ha. Ngày gửi là ngày 1 tháng 8. Tôi muốn remind, mình có từ remind, động từ là nhắc nhở ha. Nhắc nhở, tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng á, là cái Staff Retreat, cái chuyến đi chơi dành cho nhân viên annual hàng năm của chúng ta thì coming up, thì sắp tới, sắp đến rồi. Cái chuyến đi này á, sẽ take place là gì em? Diễn ra ha. Sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 tại Resort River Ranch ở Holbrook. Cái chỗ này thì cách đây 3 tiếng lái xe. Công ty của chúng ta đã thuê một chiếc xe buýt khởi hành tại Phoenix, rời khỏi Phoenix và khởi hành tại Phoenix Stem lúc 8 giờ sáng vào ngày 20. For those, đối với những ai trong số các bạn mà không thể đáp ứng cái giờ này, đi vào cái giờ này, thì Michelle Salazar sẽ pick you up, mình có từ pick up là đón. Đón ha, sẽ đón các bạn vào lúc khoảng 2 giờ chiều. Vui lòng hãy liên hệ cô ấy để mà make arrangements là sắp xếp, thực hiện việc sắp xếp được không nào? Chúng tôi đã lên kế hoạch một số các activities là các hoạt động đem cho các outing, cái chuyến đi chơi lần này. Và những cái bảng agenda là chương trình ha, chương trình. Chương trình hay là lịch trình đem. Và những cái bảng chương trình đã được circulated, đã được phân phát ở các phòng ban bộ phận rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người a day off, mình có từ day off là ngày nghỉ đây. Chúng tôi sẽ cho mọi người một cái ngày nghỉ là vào ngày thứ hai, right after, ngay sau cái retreat, cái chuyến đi chơi. Nếu mà bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì hãy thoải mái gọi điện cho tôi tại cái số nội bộ là 39. Rồi tiếp bài số 2 ha, bài số 2 là cái lịch trình của chuyến đi đây. Thứ sáu ngày 20 tháng 8, 11 giờ đến cái resort ha, 12 giờ ăn trưa, 2 giờ leisure activity là các hoạt động giải trí đây. Hoạt động giải trí là cưỡi ngựa với người hướng dẫn ha. 5 giờ là team building, improving, mình có từ improve là cải thiện đây. Communication là giao tiếp ha. Cải thiện kỹ năng giao tiếp, 6 giờ team building, solving là giải quyết đem problem, vấn đề, giải quyết vấn đề sáng tạo ha, 7 giờ ăn tối,
Ngày thứ bảy, ngày 21 tháng 8, 8 giờ là ăn sáng nè, 10 giờ seminar, mình có từ seminar là hội thảo hay là hội nghị ha. Tiếp theo là từ embrace, có nghĩa là chấp nhận. Innovation có nghĩa là sự đổi mới đây em. Vậy cái seminar, cái hội thảo này về là về cái việc là chấp nhận cái sự đổi mới ha. Tiếp 12 giờ là ăn trưa nè, 2 giờ leisure activity là gì? Hoạt động giải trí ha. Rafting là thả bè hay là đi bè đó em. White water có nghĩa là thác gần ha. Đi bè, thả bè ở trên cái khu vực thác gần, có người hướng dẫn. Rồi 7 giờ là ăn tối. 8 giờ 30 là staff meeting là họp nhân viên. Outlook có nghĩa là cái triển vọng hay là cái tầm nhìn ha. Cái triển vọng, cái tầm nhìn trong cái quý tới. Sunday, chủ nhật, ngày 22 tháng 8, 8 giờ là ăn sáng nè. 9 giờ là đọc cái bài, kết thúc cái bài bế mạc ha, bởi giám đốc Canvera. 10 giờ là chụp hình nhóm nè. 10 giờ 30 là depart, mình có từ depart là khởi hành đấy. Depart là khởi hành ha. Khởi hành đi về Phoenix được hôm nào. Rồi, note, chú ý tất cả những cái bữa ăn á, sẽ được phục vụ ở trong cái phòng ăn trưa, lunch room. Nằm ở trong cái tòa nhà chính, tất cả những cái hoạt động giải trí outdoor ở ngoài trời á, thì all subject to, mình có từ subject to có nghĩa là chịu ha, hay là chấp nhận. Chịu hay là chấp nhận. Tất cả những cái hoạt động giải trí ở ngoài trời á, thì phải chịu thay đổi, có nghĩa là có thể thay đổi đấy em. Depending on, phụ thuộc vào cái thời tiết ha. Rồi tiếp bài số 3 là một cái email gửi đến cho Joseph Chan, gửi từ Stephen Oliver. Chủ đề là phản hồi lại cái request, cái yêu cầu ha. Ngày gửi là 12 tháng 8. Hi Joseph, tôi viết cái email này là để cho bạn biết rằng tôi đã carry out. Bằng cái từ carry out bằng với từ conduct có nghĩa là tiến hành hay là thực hiện ha. Tôi đã tiến hành thực hiện tất cả những cái request, những cái yêu cầu trong cái tin nhắn cuối cùng của bạn. As you ask, như bạn đã yêu cầu, tôi đã đặt chỗ cho 3 cái phòng đôi dành cho top management, dành cho ban quản lý của Vera, và chính cái phòng standard là phòng tiêu chuẩn đây, và chính phòng tiêu chuẩn khác cho nhân viên. Tôi cũng đảm bảo rằng là những cái options, những cái sự lựa chọn về thực đơn dành cho vegetarian là người ăn chay, và những cái thực đơn không có chứa gluten thì cũng available, có sẵn, cũng được cung cấp ha. In addition to là bên cạnh em, và bên cạnh những cái thực đơn regular thường ngày của chúng tôi. Finally, cuối cùng tôi đã yêu cầu nhân viên nhà bếp là giữ cho cái lunch room, cái phòng ăn á, được trữ, được cung cấp cái beverage, mình có từ beverage là thức uống, đồ uống em, đồ uống hay là thức uống ha. Những cái thức uống nóng và lạnh, as well as cũng như là light refreshments. Mình có từ refreshment có nghĩa là thức ăn đấy em. Thức ăn, thức uống ha. Light refreshment có nghĩa là thức ăn nhẹ đó. Cũng như là những cái thức ăn, thức uống nhẹ xuyên suốt mỗi ngày của cái retreat, của cái chuyến đi chơi. Nhưng mà có một cái issue, mình có từ issue là vấn đề đấy em. Issue là vấn đề ha. Có một cái vấn đề mà bạn cần biết. Mặc dù vậy có một cái vấn đề mà bạn cần biết. The main building, cái tòa nhà chính á, sẽ bị đóng cửa để mà repainting, để mà sơn lại vào ngày chủ nhật, ngày 22 tháng 8. Vì vậy tôi recommend, mình có từ recommend, đề xuất, đề nghị ha. Đề xuất hoặc là đề nghị. Tôi đề xuất rằng á, bạn nên sử dụng cái annex là cái nhà phụ đấy em. Sử dụng cái nhà phụ cho những cái activity là cái gì? Cái hoạt động của bạn vào ngày hôm đó. Thay vì vậy, if nếu mà có bất kỳ cái điều gì khác mà tôi có thể làm vào lúc này thì vui lòng hãy cho tôi biết. Thank you, cảm ơn. Rồi ký tên ha. Có 191, có ai mình có từ volunteer là gì vậy em? Tình nguyện ha. Volunteer, tình nguyện. Câu B mình có từ participate in có nghĩa là tham gia vào ha. Câu C mình có từ reimburse có nghĩa là bồi hoàn tiền đấy em. Bồi hoàn tiền lại ha. Accommodations là chỗ ở hay là chỗ nghỉ đấy em. Chỗ ở ha, thường là được dùng để nói về khách sạn hay là nhà nghỉ đấy em. Chỗ ở ha. Rồi câu C là cô ấy sẽ được bồi hoàn tiền lại cho những cái chi phí dành cho cái chỗ ở của cô ấy. Rồi tiếp câu D mình có từ be in charge of là gì vậy em? Chịu trách nhiệm về hay là phụ trách về ha. Tiếp câu 192 mình có từ circulate ở đây á, nó bằng nghĩa với từ distribute là gì? Phân phát hay là phân phối ha. Tiếp theo mình có từ câu B, revolve. Revolve có nghĩa là xoay hay là quay đấy em. Xoay hay là quay ha. Câu C mình có từ transfer là gì? Chuyển, gặp rất nhiều rồi nha, chuyển ha. Tiếp theo câu 193, câu B mình có từ speech là bài diễn văn đó. Bài đọc hay là bài diễn văn ha.
Có 194 câu ai mình có từ satisfy là làm hài lòng hoặc là đáp ứng ha. Làm hài lòng cái gì hoặc là đáp ứng được cái gì. Câu bên mình có từ specific có nghĩa là cụ thể hay là rõ ràng đem. Specific cụ thể rõ ràng ha. Tiếp câu C mình có từ furnish có nghĩa là trang bị nội thất ha. Câu 195 câu bên mình có từ confirm là gì em? À, xác nhận gặp rất nhiều rồi. Reservation là vì đặt chỗ trước ha. Particular cũng nghe cũng có nghĩa là cụ thể rõ ràng luôn em. Rồi tiếp câu D mình có từ transportation là cái phương tiện đi lại ha. Câu 196 đến câu 200 gồm có 3 bài đọc. Bài số 1 là trang web, bài số 2 là thông báo, bài số 3 là một cái receipt hóa đơn ha. Câu 196, điều gì không được đề cập, không được nhắc đến về cái establishment, cơ sở mới của Bothwell. Về từ khóa chính là Bothwell's new establishment, phải không nào? Thế là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào từng đáp án em nha, câu A trước. Nó được tọa lạc hoặc là nó nằm ở cái tầng thứ 5 của một cái department store. Về từ khóa chính là fifth floor và department store, phải không nào? Rồi cùng dò các em nhé, câu đầu tiên mình dò bài số 1 luôn ha. Rồi đây có từ fifth floor là tầng thứ 5 nè, em đọc câu này thử nha. Located được nằm ở tầng thứ 5 của Bothwell. The establishment, cái cơ sở này sẽ có những cái hàng hóa sản phẩm xa xỉ. Vậy cái cơ sở này có phải là cái cơ sở mới của Bothwell hay không? Thì bây giờ mình đọc cái ở đằng trước cho chắc em nha. Coming soon, sắp sửa xuất hiện, sắp sửa ra mắt. Một cái cửa hàng duty free là miễn thuế đây em. Tại cái department store Bothwell. Vậy Bothwell chính là department store ha, rồi tiếp nào. Bothwell Department Store nằm ở cái trung tâm của Cape Town. Rất là vui khi mà announce thông báo rằng là vào ngày 12 tháng 4 nó sẽ mở cửa một cái cửa hàng miễn thuế mới. Được thiết kế được mở ra dành cho tất cả những cái khách du lịch international quốc tế. Nằm ở tầng thứ 5 của Bothwell thì cái cơ sở này sẽ có những cái hàng hóa sản phẩm xa xỉ. Vậy thì cái The Establishment này á chính là cái New Duty Free Store, phải không nào? Và nó nằm ở tầng thứ 5 của Bothwell. Mà Bothwell chính là department store, cho nên là cái cửa hàng mới, cái cơ sở mới này á, nó nằm ở tầng thứ 5 của một cái department store là đúng, phải không nào? Vậy câu A có đề cập ha. Rồi mình giờ tiếp câu B nha. Nó yêu cầu presentation, việc xuất trình documents, những cái giấy tờ chứng minh cái việc đi lại hay là du lịch. Vậy từ khóa chính là travel documents ha. Rồi mình cùng giờ xem có không em nha. Giờ tiếp nha em. Ở đây có từ passport là hộ chiếu nè. Hộ chiếu chính là cái giấy tờ chứng minh cái việc đi lại hay là du lịch, phải không nào? Vậy đọc câu này thử nha. To buy để mua bất kỳ cái sản phẩm nào được bán ở trong cái cửa hàng miễn thuế này á, thì khách hàng sẽ cần phải cung cấp hộ chiếu hoặc là cái vé mà nó sẽ được sử dụng cho một cái sự khởi hành hay là cái chuyến bay quốc tế đem trong vòng 28 ngày. Vậy là có yêu cầu xuất trình những cái giấy tờ về việc đi lại hay là du lịch, phải không nào? Vậy là câu B có ha. Rồi mình giải tiếp câu C em nha. Nó cung cấp extra discount, giảm giá thêm cho những thành viên của một cái chương trình. Vậy từ khóa chính là extra discount, members và program, phải không nào? Rồi cùng dạy em nha. Giờ tiếp nha, ở đây có từ members, có từ program, có từ additional off. Off là giảm giá đây. Rồi đọc câu này thử em nha. Những ai mà là thành viên của cái chương trình này nè, thì có thể nhận được thêm 10% off là giảm giá tất cả những cái sản phẩm miễn thuế. Vậy là câu C đúng luôn, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu D ha, không cần dò nữa. Câu D là gì đây? Nó sẽ mở một cái chi nhánh ở cái ga của sân bay ha. Ok. Câu 197, mục đích của thông báo là gì? Thông báo là bài số 2, phải không nào? Đối với dạng này thì mình đọc đáp án trước, sau đó đọc đoạn đầu hoặc đoạn cuối của thông báo ha. Đọc đáp án trước nào? Câu A, to announce, để thông báo những cái thay đổi về quy định trong tương lai. Câu B, để cung cấp thông tin về những cái chính sách hiện tại. Câu C, to remind, để nhắc nhở nhân viên an ninh, nhân viên bảo vệ về một cái procedure, cái quy trình, cái thủ tục. Câu D, để suggest, đề xuất một số cái solutions, giải pháp cho một cái lỗi hệ thống. Sau bây giờ mình sẽ cùng dò đoạn đầu của thông báo trước em nha. Cùng đọc nào. Tôi rất là grateful, biết ơn, cảm kích mọi người vì đã giúp đỡ tạo nên cái success, cái sự thành công cho tuần đầu tiên của cái cửa hàng miễn thuế của chúng ta. Overall, nhìn chung tôi thì pleased with, hài lòng với lại efforts, những cái sự nỗ lực của các bạn và với cái việc mà cửa hàng nó vận hành, nó hoạt động tốt như thế nào. However, tuy nhiên, có một số cái điều quan trọng cần phải lưu ý. Ở đây có hai điều, form and first, second nè. Vậy mục đích của thông báo này là để đưa ra những cái điều quan trọng, những cái thông tin quan trọng để mọi người lưu ý, phải không nào? Vậy em sẽ đáp án là câu nào ha?
Có ai để thông báo về những cái thay đổi quy định trong tương lai? Đâu có nói theo quy định đâu, phải không nào? Sacobi là gì? Cung cấp thông tin về cái chính sách hiện tại. Có cung cấp thông tin, phải không em? Rất có thể là Kobe ha. Còn Cosi là gì? Nhắc nhở nhân viên an ninh. Đâu có nói gì đến nhân viên an ninh đâu em. Rồi tiếp Cody, suggest, đề xuất giải pháp cho cái lỗi hệ thống. Cũng không có nói gì đến lỗi hệ thống cả, phải không nào? Vậy đáp án chỉ có thể là cô gì thôi em? À, Kobe ha, ok. Có 198 sản phẩm nào mà Miss Fortec rất có thể đã mua ở cái giá được giảm. Về từ khóa chính là Miss Fortec và discount, phải không nào? Sẽ bán trước nhà cô A, camera, cô B, lipstick là son môi nè, cô C, handbag là túi sách, cô D, scarf là khăn choàng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dịch từ khóa là Miss Fortec và discount sẽ nằm ở vị trí nào em nha. Giờ tiếp bài số 2 xem có không. Ở đây có không em? Không có, phải không nào? Ở đây thì sao? Cũng không có luôn. Giờ tiếp bài số 3 đi em. Đây có Miss Fortec nè. Vậy mình vào bài này em nhé. À, ở đây có 4 cái sản phẩm nè em. Handbag, lipstick, camera, scarf là khăn choàng nè. Đây là cái nhãn hiệu của nó ha. Quantity là số lượng đã mua nè em. Price là giá của mỗi cái sản phẩm nè. Và total là tổng cộng nè. Không có nói gì đến giảm giá cả, phải không nào? Giờ tiếp đoạn cuối cùng em sẽ có nói hay không? Đoạn này nè. Không có nói gì đến giảm giá luôn, phải không em? Chắc cái này câu liên hệ giữa hai bài rồi. Em dần ngược lên bài số 2 đi. Xem có nói gì đến giảm giá hay không? Đoạn này. Không có, phải không nào? Đoạn cuối cùng. Ở đây có từ reduce price là giảm giá nè em. Rồi câu này thử nha. Second, nếu một thành viên của cái chương trình khách hàng mua sắm thường xuyên á bị mất cái thẻ thì chúng ta không thể cung cấp giảm giá. However, tuy nhiên, những người mua sắm này có thể giữ lại cái receipts, cái hóa đơn của họ và get reimbursed, được hoàn lại tiền cho cái phần giảm giá một khi mà cái thẻ đã được tìm thấy hoặc là được thay thế cái mới. Cũng không có liên quan gì đến Miss Fortec và bốn cái sản phẩm cả, phải không nào? Và mình giờ tiếp ngược lên bài số 1 đi em. Bởi vì bài số 1 lúc nãy mình có thấy giảm giá đó em nhớ không? Ở đây có từ markdown là giảm giá nè em. Đọc câu này thử nha. In celebration, để mà tổ chức chúc mừng cho cái ngày khai trương á, thì tất cả những cái sản phẩm bởi cái nhãn hiệu Moreno Luggage và Lydia Cosmetics sẽ được giảm giá 20% cho đến ngày 15 tháng 5. Vậy bây giờ nè em, sẽ có hai cái nhãn hiệu được giảm giá là cái này và cái này, phải không nào? Cái đến ngày 15 tháng 5 là trước ngày 15 tháng 5 đó. Vậy bây giờ mình coi coi cái hóa đơn này á là ngày nào và có cái sản phẩm nào thuộc hai cái nhãn hiệu này hay không ha. Hóa đơn là bài số 3, em dò thử xem. Đây, cái hóa đơn này á là ngày 19 tháng 4 em, là chắc chắn trước ngày 15 tháng 5 rồi, phải không nào? Rồi, lipstick, cái son môi là thuộc cái nhãn hiệu mà được giảm giá nè, phải không em? Ok, vậy chắc chắn là cái son môi được giảm giá rồi. Vậy đáp án là câu nào? À, câu B ha, ok. Có 199, what is true, điều gì đúng về Miss Fortec? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Cô ấy đã misplace, để sai chỗ cái thẻ frequent shopper của cô ấy. Câu B, cô ấy đã sign up, đăng ký để trở thành thành viên của một cái chương trình vào tháng 4. Câu C, cô ấy thì eligible, đủ điều kiện để mà nhận được một cái voucher mua sắm. Câu D, cô ấy phải trở lại cửa hàng của Botwell để retrieve những cái món đồ của cô ấy. Rồi mình giờ tiếp bài số 3 nha, bởi vì bài số 3 đang nói về Miss Fortec ha. Miss Fortec chính là người mua những cái sản phẩm trong hóa đơn này ha. Đây là số hộ chiếu nè, chuyến bay nè, ngày khởi hành của cô ấy nè, destination điểm đến nè, citizen là quốc tịch đấy em. Rồi đây là bốn cái sản phẩm mà Miss Fortec đã mua ha. Quantity là số lượng đã mua nè, price giá cả đã mua nè, total tổng cộng là bao nhiêu đây nè. Đối với những thông tin này thì mình vẫn chưa được đáp án phong nào. Vậy đọc tiếp cái đoạn cuối đi em sẽ nói gì nha. Đoạn cuối, please note, vui lòng chú ý rằng regulations, những cái quy định, nguyên tắc của cái cục cảng vụ hàng không Cape Town, viết tắt là CTAA á, prohibit, cấm cái việc vận chuyển nhiều hơn 100ml liquid, chất lỏng và gel on board lên máy bay, unless, trừ phi là những cái sản phẩm này á được mua tại cái cửa hàng miễn thuế và được secure ở trong một cái túi nhựa có cái seal chính thức của CTAA. Furthermore, thêm vào đó thì hãy chú ý rằng những cái sản phẩm như vậy đó phải được remove, lấy ra khỏi những cái vali hành lý khi mà đi qua cái điểm kiểm tra an ninh. Cũng không có thông tin để chọn đáp án luôn, phải không nào? Vậy nhờ ngược lên đi em. Chắc chắn là câu liên hệ giữa hai bài rồi. Em dò bài số 2 xem chỗ nào kia sử dụng thông tin. Đoạn 2, phải không nào? Em dò xem có thông tin nào liên quan đến Miss Fortec hay là liên quan đến câu hỏi đáp án hay không. Ở đây có từ voucher nè em. Trong đáp án có từ voucher đó. Đây nè, câu C, phải không em? Câu C nói là gì đây? Cô ấy có đủ điều kiện để nhận được cái voucher mua sắm. Rồi nhớ nha, mình đọc thử cái đoạn này xem nó nói là gì. Đầu tiên tôi đã nhận được
một số những cái lời phàn nàn về cái chương trình tặng voucher của chúng ta, vui lòng hãy nhớ rằng á, là cái chính sách của chúng ta là tặng những cái voucher cho khách hàng, những ai mà mua sắm tổng cộng là từ 500 đô trở lên. Ok, vậy bây giờ mình phải xem là Miss Fortech có mua từ 500 đô trở lên hay không. Nếu mà mua trên 500 đô thì sẽ nhận được voucher, phải không nào? Em xem là tổng cộng là Miss Fortech mua 526 đô lần, vì chắc chắn là Miss Fortech có nhận được cái voucher mua sắm rồi, phải không em? Vậy đáp án là câu C ha. Ok. Câu 200, trong cái receipt, trong cái hóa đơn là bài số 3, phải không nào? Thì cái từ secure ở đoạn 1 dòng 3 gần nghĩa với từ nào nhất? Sẽ bán trước nhà câu A, obtain, lấy được, có được. Câu B, attach, đính kèm. Câu C, enclose, đính kèm luôn, phải không nào? Câu D, guarantee, là đảm bảo đây. Rồi mình sẽ cùng dò xem cái từ secure ở trong ngữ cảnh nào nha. Lúc nãy mình có thấy rồi đây, ở đây form nào, đọc lại câu này em nhé. Regulations, những quy định quy tắc của Cục Cảng vụ Hàng không CAPTEL prohibit, cấm cái việc vận chuyển nhiều hơn 100ml liquid, chất lỏng và gel on board lên máy bay, unless, trừ phi những cái sản phẩm này á, nó được mua tại cái cửa hàng miễn thuế và được secure trong một cái túi nhựa. Vậy thì em xem là những cái sản phẩm được secure trong một cái túi nhựa có nghĩa là gì em? Được cho vào trong cái túi nhựa, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? Thật ra đáp án là câu C đấy em, từ enclose mà có nghĩa là đính kèm, còn có nghĩa là cho vào trong cái túi, cho vào trong cái bì nữa ha. Ok. Sự cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này game nha. Bài số 1 là một cái trang web, home là trang chủ nè, contact liên hệ, membership thành viên, promotions là quảng cáo hoặc là khuyến mãi ha, hours giờ hoạt động, location vị trí địa điểm, news là tin tức, job này đang ở mục news là tin tức ha, coming soon, sắp sửa xuất hiện hay là sắp sửa ra mắt, một cái cửa hàng mua sắm duty free là miễn thuế đây. Cái cửa hàng mua sắm miễn thuế tại cái cửa hàng bách hóa Botwell. Cái cửa hàng bách hóa Botwell thì nằm ở trung tâm của CAPTEL. Rất là vui mừng khi mà announce là thông báo ha. Announce thông báo. Khi mà thông báo rằng á, là vào ngày 12 tháng 4 thì nó sẽ mở ra một cái cửa hàng duty free miễn thuế mới. Design được thiết kế dành cho tất cả những du khách, những khách du lịch international quốc tế. Được nằm ở cái tầng thứ 5, mình có từ floor là tầng đấy em, tầng lầu đó ha. Được nằm ở cái tầng thứ 5 của Botwell. Thì cái establishment, mình có từ establishment là cái cơ sở kinh doanh đấy em, cái địa điểm kinh doanh đó ha. Thì cái cơ sở kinh doanh này, cái cửa hàng này á, sẽ feature, đậm từ feature là có. Sẽ có những cái goods, danh từ là hàng hóa hay là sản phẩm ha. Sẽ có những cái hàng hóa sản phẩm luxury, sang trọng hay là xa xỉ. Ví dụ như là cosmetics, có nghĩa là mỹ phẩm ha, cosmetics, mỹ phẩm, perfume là nước hoa nè, liquors có nghĩa là rượu đó, jewelry là trang sức. Và thêm những cái món đồ khác nữa, in celebration of là để tổ chức chúc mừng ha, cho cái dịp lễ khai trương. Thì tất cả những cái sản phẩm bởi cái nhãn hiệu Moreno Luggage và Lydia Cosmetics sẽ mark down. Mà cái từ mark down rất là quan trọng nha, nó bằng với từ discount là giảm giá đó. Giảm giá ha. Tất cả những sản phẩm của hai cái nhãn hiệu này sẽ được giảm giá 20% cho đến ngày 15 tháng 5. Để mua bất kỳ cái sản phẩm nào được bán ở trong cái cửa hàng miễn thuế thì khách hàng sẽ cần phải cung cấp passport, hộ chiếu và một cái vé mà nó sẽ được sử dụng để mà khởi hành những cái chuyến bay quốc tế ha, trong vòng 28 ngày. Những ai mà là thành viên của cái chương trình khách hàng mua sắm thường xuyên của Botwell á, thì sẽ nhận được thêm 10% giảm giá cho tất cả những cái sản phẩm miễn thuế. Rồi tiếp bài số 2 ha, bài số 2 là một cái thông báo. Tại cửa hàng Botwell Department Store, tôi rất là grateful, mà có từ grateful là biết ơn hay là cảm kích em. Tôi rất là biết ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ để mà tạo nên cái success, danh từ là sự thành công ha. Tạo nên sự thành công cho cái tuần lễ đầu tiên của cửa hàng miễn thuế của chúng ta. Overall là nhìn chung đấy em. Nhìn chung tổng quan tôi rất là pleased with, hài lòng với những cái effort, là những cái sự nỗ lực của các bạn, và với cái việc mà cửa hàng nó vận hành, nó hoạt động tốt như thế nào. However, tuy nhiên, có một số cái điều important, quan trọng cần phải lưu ý. First, đầu tiên tôi đã nhận được rất là nhiều cái complaints, là cái sự phàn nàn đấy em. Nhận được nhiều cái sự phàn nàn về cái chương trình tặng voucher của chúng ta. Vui lòng recall, mình có từ recall có nghĩa là nhớ lại hay là nhắc nhở ha. Vui lòng hãy nhớ lại rằng á, là cái policy chính sách của chúng ta là tặng những cái vouchers cho những khách hàng, những ai mà mua sắm tổng cộng cái hóa đơn á, là từ 500 đô trở lên. Những cái voucher này á, cho phép họ take advantage of là gì em? Tận dụng ha. Cho phép họ tận dụng được những cái đợt giảm giá trên những cái websites của những cái cơ sở, những cái cửa hàng đối tác của chúng ta. Vui lòng hãy nhớ rằng á, hãy tặng một cái voucher
cho mỗi vị khách eligible, có nghĩa là có đủ điều kiện đấy em, là đủ tư cách. Vui lòng hãy tặng một cái voucher cho mỗi khách hàng có đủ điều kiện, có đủ tư cách để mà nhận được nó ha. Rồi second, thứ hai, nếu mà thành viên á của cái chương trình khách hàng mua sắm frequent là thường xuyên đấy em, mà bị lost là bị mất á, bị mất cái thẻ của họ đó, thì chúng ta không thể cung cấp giảm giá. However, tuy nhiên, những vị khách mua sắm này có thể giữ lại cái receipts, cái hóa đơn, và get reimbursed. Mình có từ reimbursed là bồi hoàn lại tiền ha. Bồi hoàn tiền. Những vị khách này có thể được bồi hoàn tiền cho cái khoản chênh lệch, có nghĩa là cho cái số tiền giảm giá đó em, một khi mà cái thẻ nó được tìm thấy hoặc là được thay thế mới. Thank you, cảm ơn các bạn vì cái attention, là cái sự chú ý của các bạn về cái vấn đề này. Hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. Rồi tiếp, bài số 3 là một cái hóa đơn ha. Hóa đơn được cấp, được xuất vào ngày 19 tháng 4, gửi đến cho Miss Fortic. Đây là mã số passport, hộ chiếu của cô ấy ha. Flight là chuyến bay đấy em. Danh từ flight là chuyến bay ha. Ngày departure là sự khởi hành đấy em, ngày khởi hành ha. Departure là sự khởi hành. Ngày khởi hành là 21 tháng 4. Destination là điểm đến á. Citizenship có nghĩa là quốc tịch ha. Đây là những cái sản phẩm mà cô ấy mua. Đầu tiên mình có từ leather là da đấy em. Leather là da ha. Cái túi xách bằng da, hiểu really, được không nào? Tiếp theo là lipstick có nghĩa là son môi ha. Rồi cái này á, scarf là khăn choàng đấy em. Tiếp theo mình có từ quantity là số lượng ha. Quantity là số lượng. Có nhiều bạn hay nhầm từ này với từ quality. Quality là khác nè em, quality là chất lượng ha. Còn quantity là số lượng. Rồi giá mua nè, tổng cộng là như đây ha. Please note, vui lòng chú ý rằng á, là cái regulations là quy định hay là nguyên tắc đây. Những cái quy định của cục cảng vụ hàng không CAPTEL, viết tắt là CTAA. Prohibit là cấm ha. Prohibit là cấm. Cấm transport, cái việc vận chuyển nhiều hơn 100ml, liquids là chất lỏng đây. Liquids là chất lỏng ha. Và gel on board là lên máy bay. Còn nếu mà đi tàu thì dịch là lên tàu ha. Đó là dịch là lên máy bay. Unless, trừ phi á, products, những cái sản phẩm này nó được purchase là mua đây. Làm từ purchase bằng với từ buy là mua ha. Nó được mua tại cái cửa hàng miễn thuế và được secure, được cho vào một cái túi nhựa. Có cái seal là cái dấu niêm phong đây. Có cái dấu niêm phong chính thức của CTAA. Furthermore là thêm vào đó thì hãy chú ý rằng những cái sản phẩm, những cái món đồ như vậy phải được remove là lấy ra khỏi ha. Phải được remove from, lấy ra khỏi cái luggage là hành lý. Lấy ra khỏi hành lý khi mà pass through là đi qua đấy. Khi mà đi qua cái security checkpoint là cái điểm kiểm tra an ninh ha. Có 196 câu B, mình có từ presentation. Thường gặp có nghĩa là bài thuyết trình. Nhưng cái từ presentation cũng có nghĩa là sự xuất trình nữa ha. Sự xuất trình. Động từ là present là xuất trình đây. Ok, tiếp câu D, mình có từ terminal, có nghĩa là cái ga đón khách ở trong sân bay đó ha. Rồi tiếp câu 197, câu C mình có từ remind là gì em? Nhắc nhở. Procedure gặp rất nhiều là gì? Thủ tục, quy trình ha. Tiếp theo solutions là gì vậy em? Solutions là giải pháp ha. Solutions giải pháp. Error là gì? Là lỗi ha. System error là lỗi hệ thống, được không nào? Rồi có 199, câu A mình có từ misplace là để sai chỗ, để sai vị trí đây. Câu B mình có từ sign up là gì? Đăng ký ha. Câu D return có nghĩa là trở lại hay là trả lại. Cái này có nghĩa là trở lại đây. Trở lại ha. Retrieve là lấy lại hay là truy xuất. Lấy lại hoặc là truy xuất. Thường người ta nói là truy xuất hồ sơ đây. Và lấy lại cái hồ sơ đó ha. Rồi tiếp câu 200 mình có từ secure. Ở trong cái đoạn văn ở trên nó có nghĩa là cho vào trong cái bì, cho vào trong cái túi ha. Còn câu A, obtain, nó là có được hay là lấy được. Enclose, ngoài có nghĩa là đính kèm, mà có nghĩa là cho vào trong cái túi nữa, được không nào? Guarantee là đảm bảo hay là bảo đảm ha. Guarantee, đảm bảo. Ok,